chúng ta lại tiếp tục học tiếp bài giảng trên núi ở trong Phúc âm Matthew. Chúng ta đã đi qua cái chương 5 và chúng ta nhìn thấy được sự khác biệt giữa cái luật pháp được viết ở trên đá và luật pháp được viết ở trên tấm lòng. Và quan điểm của Chúa Giêsu đối với lại luật pháp là như thế nào? Chúa Giêsu không đến để bãi bỏ luật pháp, nhưng mà Ngài đến để hoàn thành luật pháp đó, bởi vì ở trong cái dòng dõi của loài người không ai có khả năng để giữ toàn bộ những cái yêu cầu của luật pháp. Và nhờ Ngài là đứng toàn hảo nhất và đứng giữ trọn mọi luật pháp mà tất cả những ai ở trong Ngài được mặc chiếc áo công chính đó của Chúa. Và chúng ta không còn giữ luật pháp theo cái kiểu mà để làm nô lệ của nó, để rồi có thể chiếm được lòng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta bây giờ giữ luật pháp để thể hiện rằng chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và chúng ta đi theo tấm gương mà Ngài đã sống ở trên đất, đó là làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Ở trong chương 6 thì chúng ta thấy là đoạn này cũng khá là dài, có 34 câu và tôi chia ra làm hai. Ở đây từ câu 1 đến câu 18 thì chúng ta sẽ nói về ba kỷ luật thuộc linh mà công dân vương quốc phải giữ như thế nào. Từ thiện, nè, cầu nguyện và kiêng ăn. Sau đó từ câu 19 đến câu 34 chúng ta sẽ đi sâu vào để phân tích được ba cái lĩnh vực quan trọng của công dân vương quốc, đó là tấm lòng, thân thể và tâm trí. Từ câu 1 đến câu 18 của chương 6 thì chúng ta nhìn thấy được Chúa Giêsu hướng dẫn cho chúng ta công dân vương quốc phải thực hiện ba cái kỷ luật thuộc linh như thế nào. Chúng ta biết là kỷ luật thuộc linh hay là những cái việc làm của tôn giáo nó không thể cứu chúng ta. Tuy nhiên, những cái kỷ luật thuộc linh đó giúp cho chúng ta phát triển cái chiều sâu thuộc linh của chúng ta, để rồi chúng ta không chỉ sống bởi bề ngoài của chúng ta, nhưng mà có những cái kỷ luật giúp đỡ cho chúng ta có thể quản trị cũng như là kiềm chế được bản thân, cũng như là giúp cho chúng ta đi ở trong cái đường lối của công chính. Ở đây Chúa nói về cái sự từ thiện. Đây là một trong những cái kỷ luật thuộc linh mà không chỉ có cơ đốc nhân làm, nhưng mà ở các cái tôn giáo khác cũng làm. Thì chúng ta vừa thấy là có lũ lụt miền Trung, thì chúng ta thấy tất cả mọi người ở trong đất nước đều hướng về cái vùng bị nạn đó, và họ coi đó là một cái hành động từ thiện mà đáng phải làm. Và cơ đốc nhân là công dân của vương quốc, mặc dù chúng ta thuộc về vương quốc thiên đàng, nhưng mà chúng ta vẫn ở trong thế gian này. Và làm sao chúng ta có thể tỏa ra ánh sáng mà Chúa đã đầu tư vào trong cuộc đời của chúng ta? Một trong những cách đó đó chính là từ thiện. Ở đây, mặc dù chúng ta làm từ thiện, nhưng mà ở góc độ nhìn của Chúa đó là một kỷ luật thuộc linh, và Ngài chỉ cho chúng ta cách làm như thế nào để có thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai đó là về cái kỷ luật cầu nguyện. Chúng ta thường hay nói cầu nguyện đó là hơi thở của cơ đốc nhân. Và đây là một trong những cái kỷ luật thuộc linh vô cùng quan trọng. Và ở đây, trong chương 6 này, Chúa Giêsu không chỉ dạy cho chúng ta cái cách thức để cầu nguyện, nhưng mà Ngài còn hướng dẫn cái nội dung cầu nguyện cho chúng ta. Và kỷ luật thuộc linh thứ ba đó là kiêng ăn. Chúng ta cũng biết là Chúa Giêsu dạy chúng ta là có những cái con quỷ mà cần phải kiêng ăn thì mới có thể bắt thắng được nó. Đó là giúp cho chúng ta có được cái năng lực thuộc linh. Ngoài ra, nó còn là một kỷ luật thuộc linh giúp cho chúng ta hạ cái xác thịt của mình xuống để cho nó yếu đi và để cho những cái phần về thuộc linh của chúng ta nó phát triển lên. Ở đây Chúa cũng hướng dẫn chúng ta cách phải làm như thế nào, nhưng là với tư cách là công dân của vương quốc. Ở đây chúng ta nhìn thấy được là Chúa phân tích rằng kỷ luật thuộc linh của chúng ta thực hiện phải khác với những người đạo đức giả làm. Nói một cách khác có nghĩa là có sự phân biệt giữa đạo đức giả và đạo đức thật. Và như thế nào là đạo đức thật ở tại nơi đây? Đạo đức thật là những con người mà thực hiện các kỷ luật thuộc linh không phải là để cho người ta khen như ở trong câu 2 nói, không phải để cho người ta thấy như ở trong câu 5, hay không để cho người ta biết như ở trong câu 16. Và đặc biệt ở đây mình nhìn thấy được là có một cái sự lặp đi lặp lại ở trong các từ như là cha của các con ở trên trời, nhìn thấy các cái từ như là trong nơi kín đáo và từ ban thưởng cho con. Như vậy cả ba cái kỷ luật thuộc linh này chúng ta nhìn thấy một sự khác biệt giữa đạo đức giả và đạo đức thật. Đạo đức giả thì làm tất cả những cái kỷ luật thuộc linh này chỉ để cho người ta nhìn thấy, người ta biết và người ta khen. Trong khi công dân của vương quốc thì thực hiện các kỷ luật thuộc linh là để cho cha của chúng ta ở trên trời nhìn thấy. Và Ngài thấy ở đâu? Ngài không thấy ở ngoài kia khi chúng ta biểu diễn, khi chúng ta cho người khác thấy. Nhưng mà Ngài thấy khi chúng ta hạ mình, sử dụng các cái kỷ luật thuộc linh đó ở trong cái nơi kín nhiệm, ở trong cái nơi mà chỉ có chúng ta với Chúa mà thôi. Không phải để có người nhìn thấy, nhưng để Đức Chúa Trời nhìn thấy. Và qua đó,
Cha của chúng ta trên trời sẽ ban thưởng cho chúng ta. Như vậy ba kỷ luật thuộc linh này đều được ban thưởng bởi Đức Chúa Trời nếu chúng ta thực hiện một cách đúng. Như vậy là một người sống phục vụ Đức Chúa Trời và khao khát sự ban thưởng của Ngài thì chúng ta sẽ phải xem coi làm như thế nào là đúng, phải không ạ? Trong ba kỷ luật thuộc linh thì Chúa Giêsu đặc biệt chú trọng vào cái kỷ luật thuộc linh, đó là sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện nó là cái trung tâm để chúng ta có thể phát triển cái chiều sâu thuộc linh. Nên ngoài cách thức đó là không được làm giống như những người đạo đức giả, đó là chỉ để cho người ta nhìn thấy, mà là chúng ta cần phải quan tâm đến nội dung cầu nguyện của chúng ta. Trong đời sống cầu nguyện của chúng ta đã từng cầu nguyện như thế nào? Nội dung cầu nguyện của chúng ta, mỗi lần chúng ta đến ở trước Chúa như là một cái cuộc gặp gỡ thường xuyên, thì chúng ta thường nói những điều gì? Ở đây Chúa Giêsu cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng, đó là ngoài cái cách thức của chúng ta là không chỉ nói những cái lời lặp lại vô ích giống như những người khác, nhưng mà chúng ta nói với nội dung. Ở đây có hai nội dung chúng ta cần chú ý. Đầu tiên đó là chúng ta đến ở trong cái sự cầu nguyện với mối quan hệ với Cha ở trên thiên đàng. Ở tại nơi đây thì chúng ta nhìn thấy là trong bản tiếng Việt thì chúng ta thấy chữ lạy Cha của chúng con ở trên trời. Ở trong tiếng Việt ấy, mình nghe chữ lạy Cha thì mình có cảm giác như nó khá là một cái kính cẩn nào đó. Nhưng mà trong cái sự kính cẩn đó nó cũng có một cái khoảng cách. Nhưng mà ở trong tiếng Hy Lạp thì cái thể dùng ở đây đó là cái thể là ý là muốn nói là một cái từ kêu gọi. Cha ơi, ba ơi, bố ơi hay là tía ơi. Tức là một cái sự thân thương ở tại nơi đây. Như vậy, những cái công dân vương quốc thiên đàng khi cầu nguyện không phải là một cái nghi lễ giữa một người theo đạo và một cái người lãnh đạo của đạo đó, nhưng mà là một mối quan hệ giữa cha và con, một cái sự thân thiết ở tại nơi đây. Đó là một cái sự trò chuyện thân mật với cha của chúng ta. Và cha của chúng ta không chỉ là cha của mình thôi, nhưng mà là cha của nhiều người khác, của những cơ đốc nhân khác nữa. Như vậy, lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng ta để ý thấy được, thứ nhất, mối quan hệ của chúng ta với Chúa, một sự thân mật. Thứ hai, đó là chúng ta có một cộng đồng. Anh em với nhau là con của Đức Chúa Trời. Và thứ ba, đó là chúng ta biết rằng hiện tại chúng ta ở trên đất và Chúa của chúng ta thì ở trên trời. Cái khoảng cách đó, đó chính là nơi mà chiến trận thuộc linh xảy ra. Như vậy, trong cái sự cầu nguyện của chúng ta, đầu tiên chúng ta ý thức được những cái vấn đề quan trọng Chúa Giêsu dạy bảo chúng ta. Thứ hai, đó là thứ tự ưu tiên ở trong cái sự cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta có ưu tiên để cầu nguyện cho những vấn đề thuộc về Chúa hay không? Chúng ta biết rằng ở trên thiên đàng thì mọi ý muốn của Chúa đều được nên. Tất cả những ý định mà Ngài muốn đều thành tựu. Nhưng mà ở trên đất này, bởi vì Ngài ban cho loài người cái sự tự do lựa chọn, nên có những điều mà loài người chọn không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nên có một sự khác biệt giữa ý muốn của Chúa ở trên trời và ở dưới đất. Và làm sao để ý muốn tốt đẹp của Ngài ở trên trời vẫn được xảy ra ở trên đất này? Đó chính là lời cầu nguyện của chúng ta. Chính lời cầu nguyện của chúng ta, chính chiến trận ở trong sự cầu nguyện của chúng ta sẽ khiến cho những điều mà Đức Chúa Trời định ở trên trời, những điều tốt đẹp, không có một sự nghi ngờ nào cả, nó sẽ có thể xảy ra ở trên đất này. Nhiều khi chúng ta thắc mắc là Chúa ơi, tại sao những điều tốt đẹp không xảy ra với cuộc đời con? Con đã cầu nguyện rất nhiều rồi, tại sao những điều này không xảy ra? Kinh Thánh nói rằng Ngài đã đứng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Ngài sẵn sàng ban cho chúng con. Ngài vui thích khi chúc phúc cho chúng con. Vậy tại sao con không có được những điều tốt đẹp? Chúng ta ở đây chúng ta biết rằng đó chính là lúc chúng ta cần phải kích hoạt sự cầu nguyện của chúng ta để có thể khiến cho ý muốn tốt đẹp của Đức Chúa Trời, những điều Ngài định cho chúng ta, những điều tốt đẹp và vĩ đại Ngài định cho chúng ta được thực hiện ở trên đất này. Và như vậy chúng ta cầu nguyện cho danh của Chúa được tôn thánh ở khắp mọi nơi. Có nhiều người, cho dù là cơ đốc nhân, cũng khiến cho danh Ngài bị sỉ nhục. Chúng ta cầu nguyện cho vương quốc của Cha được đến. Hiện tại, Chúa Giêsu đã đem đến vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng mà hiện tại vương quốc đó chưa rõ ràng cho mọi mắt đều thấy. Là một người yêu mến Đức Chúa Trời, là một người khao khát những điều tốt đẹp được xảy ra trên đất này, thì chúng ta cầu nguyện cho vương quốc của Ngài được đến, lan đến khắp mọi nơi, đặc biệt là những vùng đất nào chưa biết đến Chúa Giêsu, chưa biết đến vua của vương quốc và vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng cầu nguyện để cho ý muốn của Cha được nên nữa, giống như tôi đã phân tích. Những điều mà Ngài định cho chúng ta, ý muốn tốt lành của Ngài, ý muốn mà Ngài muốn thế giới này phải thực hiện để rồi khiến cho họ quay trở lại với Ngài, khiến cho họ được phước, khiến cho họ thoát khỏi cơn thạnh nộ ngày sau, thì cần phải được nên ở trên đất này. Sau khi chúng ta đã quan tâm và cầu nguyện cho những vấn đề
của Chúa thì chúng ta mới bắt đầu cầu nguyện cho vấn đề của chúng ta. Ở trong đây chúng ta để ý thấy Chúa có nói đến cái nhu cầu của chúng ta với các hình thức. Thứ nhất đó là đồ ăn, nghĩa là nhu cầu thuộc thể. Đó là với một nguyên tắc, đó là sự thỏa lòng. Như vậy chúng ta thấy Chúa quan tâm đến nhu cầu thuộc thể của chúng ta. Chúa đặt nó ở hàng đầu ở trong cái việc chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu của chính mình. Đó là xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Sau đó, Ngài quan tâm đến nhu cầu thuộc linh của chúng ta. Đó là tội lỗi của chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã. Nên có những lúc cho dù chúng ta là công dân vương quốc thiên đàng và làm cố gắng làm hết mình, làm nhiều điều theo như lời dạy của Đức Chúa Trời, nhưng mà có những lúc chúng ta cũng phạm sai lầm. Và do đó chúng ta rơi vào cái cám dỗ, chúng ta bị sa ngã, chúng ta phạm tội. Và Chúa quan tâm đến cái tình trạng thuộc linh của chúng ta. Và ngoài cái việc thức ăn thuộc thể, chúng ta còn cầu nguyện cho cái linh hồn của chúng ta. Đó là xin Chúa tha tội cho chúng ta. Và ở đây có một nguyên tắc quan trọng. Đó là khi chúng ta xin Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta, thì đồng thời chúng ta phải tha tội cho tất cả những người làm tổn thương chúng ta, gây hại cho chúng ta, làm những điều mà chúng ta không xứng phải nhận. Và ngoài ra, Chúa Giê-xu còn quan tâm đến sự tự do của chúng ta. Có nhiều người khi mà họ phạm tội rồi và họ không có cảm thấy rằng ồ, mình cần ăn năn, nhưng mà ở trong sự yếu đuối họ cứ tiếp tục phạm tội hết lần này đến lần khác. Và theo thời gian thì họ đã ở trong cái sự cầm giữ của quyền lực của tội lỗi. Và Chúa Giê-xu ở tại nơi đây, Ngài nói rằng hãy cầu nguyện để được giải cứu, hãy cầu nguyện để được tự do. Vậy Chúa Giê-xu quan tâm đến thuộc thể của chúng ta, nhu cầu tâm hồn của chúng ta, và Ngài quan tâm rằng chúng ta không còn bị kìm giữ bởi quyền lực của ma quỷ, nhưng mà được tự do hoàn toàn vì Ngài đã đến. Ngài khao khát chúng ta sống ở trong sự tự do thật. Như vậy chúng ta thấy Chúa hướng dẫn cho chúng ta thực hành ba cái kỷ luật thuộc linh mà có thể tạo ra được cái độ sâu thuộc linh của chúng ta, giống như ở trong bài năm tôi phân tích rằng đó sẽ trở thành sức mạnh của chúng ta ở trong thời gian thử thách, ở trong những cái sự khó khăn, khi mà người ta chỉ nhìn thấy cái bề nổi của chúng ta thôi mà người ta không biết được chiều sâu thuộc linh của chúng ta. Trong ngày thử thách, trong ngày gian nan thì chúng ta sẽ đứng vững bởi vì chúng ta đã có một cái độ sâu thuộc linh giúp đứng vững trước thử thách. Từ câu 19 cho đến câu 34 thì Chúa nói ba cái lĩnh vực quan trọng của công dân vương quốc, đó là tấm lòng, thân thể và tâm trí. Chúng ta cũng biết câu nói nổi tiếng của Chúa Giê-xu, đó là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Như vậy, Chúa khao khát chúng ta yêu mến Ngài với hết cả tấm lòng, tâm trí và sức lực của chúng ta. Nhưng mà làm sao chúng ta làm được điều đó nếu chúng ta không quan tâm đến ba lĩnh vực này? Chúa Giê-xu đã nói đến tấm lòng của chúng ta có một cái sự kết nối với tiền và của cải của chúng ta. Ngài nói thân thể của chúng ta thì liên quan đến đôi mắt của chúng ta. Và Ngài nói về tâm trí của chúng ta thì liên quan đến người chủ của chúng ta là ai, Chúa hay là ma môn. Đầu tiên đó là về tấm lòng. Ở đây Chúa Giê-xu nói cho chúng ta biết được rằng có một cách để người ta có thể biết được tấm lòng của người khác như thế nào. Chúng ta thường hay nói là người ta chỉ có thể là biết ở bề ngoài thôi, chứ người ta không biết được trong lòng như thế nào, phải không ạ? Nhưng mà Chúa Giê-xu có cách để biết được điều đó. Khi mà Chúa Giê-xu gặp cái người thanh niên giàu có, người này đã nói rằng tôi làm gì để được sự sống đời đời. Và người này, khi mà Chúa Giê-xu nói rằng người phải giữ thế này thế kia ở trong 10 điều răn, thì người này nói tôi đã giữ điều đó từ khi còn rất bé. Tôi đã giữ những cái điều răn trọng đại của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nghe qua chúng ta thấy, wow, con người này thật là yêu mến luật pháp của Chúa. Một con người yêu mến Chúa bởi vì những luật pháp của Ngài thì người này đã giữ từ bé. Và chúng ta, nếu mà chúng ta nghe qua như vậy, chúng ta cảm thấy ồ, người này chắc chắn là yêu mến Chúa lắm đây. Nhưng mà có phải như vậy hay không? Làm sao chúng ta biết được rằng những gì người ta nói đó là thật sự những gì ở trong lòng của người ta? Và Chúa Giê-xu đã có một phép thử cho người này. Đó là Chúa nói rằng hãy làm một điều để ngươi được trọn vẹn, để ngươi được toàn thiện như cha ở trên thiên đàng được toàn thiện. Đó là gì? Hãy bán hết của cải của mình và phân phát cho người nghèo. Chúa Giê-xu chạm đến tiền và của cải của người này. Và chúng ta đã biết được kết quả, phải không ạ? Đó là người này buồn bã bỏ đi. Bởi vì sao? Bởi vì người này có rất là nhiều tiền của. Ngay lập tức tấm lòng của người đó được rõ ràng như ban ngày. Người này đã giữ luật pháp từ khi bé. Người này yêu mến Chúa. Người ta nghe, người ta tưởng như vậy. Nhưng Chúa Giê-xu thử về tiền thì tấm lòng của người này lộ rõ ra rằng
thì ra tấm lòng của người này là ở củ cải ở trên đất này. Cũng giống như Adam và Eva đã có một phép thử ở trong vườn, rằng họ được làm bất kỳ mọi điều chỉ trừ một điều họ không được làm. Cũng như người thanh niên này đã làm được mọi điều, nhưng khi Chúa thử một điều, người này đã không làm được. Như vậy chúng ta có thể giữ mọi điều luật pháp, nhưng khi Chúa yêu cầu chúng ta làm một điều gì đó, liệu chúng ta có làm hay không? Đặc biệt liên quan đến tiền bạc của chúng ta. Nếu Chúa nói với chúng ta là hãy dâng hiến trong lúc chúng ta đang rất là khó khăn, thì liệu chúng ta có làm theo ý muốn của Chúa hay không? Ngay tức khắc lúc đó, đó chính là phép thử về tấm lòng của chúng ta. Ngay lúc đó chúng ta đừng có buồn. Bởi vì sao? Bởi vì ngay lúc đó chính mình cũng hiểu được tình trạng của tấm lòng của mình. Thường chúng ta có một cái nhìn khá là lệch lạc về bản thân mình. Tôi nghĩ rằng chính bản thân tôi và một số người mà tôi quan sát, tôi cũng thấy rằng nhiều khi mình cũng hơi có một cái nhìn lệch lạc về bản thân mình. Nhiều khi mình không hiểu rõ về mình nữa. Mà nên Chúa Giêsu ở đây giúp cho chúng ta hiểu rõ bản thân của chúng ta. Nên nếu có những cái phép thử mà khiến cho tấm lòng của chúng ta lộ ra ở trước Chúa, chúng ta hãy vui mừng, bởi vì ở tại nơi đó chúng ta biết rõ về chính mình, và chính Chúa sẽ là đứng mà giúp cho chúng ta để có thể rửa sạch lòng của mình, chỉnh sửa lại lòng của mình để làm theo ý muốn của Ngài. Như vậy truy theo dấu vết của củ cải và tiền bạc, chúng ta sẽ biết được tình trạng của tấm lòng. Bây giờ tôi có một câu hỏi đối với quý vị. Trái tim của quý vị đang ở đâu? Tấm lòng của quý vị đang ở tình trạng nào? Chúng ta hãy dựa vào lời Chúa ở tại nơi đây mà khám phá ra chính mình, mà biết được tình trạng của tấm lòng mình, và để lời Chúa định hướng tấm lòng của chúng ta, rằng chúng ta không chỉ đầu tư củ cải của chúng ta ở trên đất này là nơi mà không an toàn. Ở đây lời Chúa nói cho chúng ta biết rằng ở trên đất thì là nơi có mối mọt, ten rỉ và kẻ trộm đào ngạch, khuyết vách mà lấy. Có nghĩa là gì? Ở trên đất này không an toàn. Cho dù chúng ta có bảo vệ như thế nào, cho dù chúng ta để tiền ở bất kỳ nơi đâu, tài sản ở nơi nào, an toàn cỡ nào đi chăng nữa, ngay cả ngân hàng Thụy Sĩ cũng sẽ bị mất mát, cũng sẽ bị thất thoát. Và Ngài đã chỉ cho chúng ta một cái nơi an toàn để cất của cải của chúng ta. Nói một cách khác, Ngài cho chúng ta biết được một chỗ mà chúng ta có thể đầu tư mà biết chắc chắn rằng sẽ có lời, sẽ còn tồn tại. Nếu mà chúng ta chơi chứng khoán, chúng ta sẽ thấy rằng có một cái công ty mà không bao giờ bị sập, luôn luôn làm ăn có lãi, thì chúng ta có đầu tư hay không? Ở đây cũng vậy, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng những gì ở trên trời sẽ còn tồn tại mãi mãi, là nơi an toàn để chúng ta có thể đầu tư, có thể tích trữ của cải của chúng ta. Từ ngày hôm nay tôi khích lệ quý vị, hãy xin Chúa giúp cho chúng ta để có thể đầu tư vào những cái điều đời đời. Vì Chúa Giêsu đã nhìn trước rằng sẽ có ngày thế giới này sẽ qua đi, sẽ tiêu tan tất cả. Nếu chúng ta chỉ giữ tài sản của mình ở trên đất này, thì tới lúc đó chúng ta sẽ mất tất cả. Nhưng hãy đầu tư vào thiên đàng của Ngài và những điều thuộc về trời, những điều không qua đi, những điều không bao giờ bị hủy hoại. Để rồi sau khi trời đất qua đi, chúng ta còn lại tài sản ở trên vương quốc của Ngài. Ở trong câu 22 và câu 23 của chương 6 thì Chúa lại nói mắt là đèn của thân thể. Như vậy, chúng ta cần phải yêu Chúa hết sức lực của mình, nghĩa là với tất cả những năng lượng ở trong con người của chúng ta, với tất cả những cái sức mà Chúa ban cho chúng ta, với cái sức khỏe hiện tại của chúng ta yêu mến Ngài. Nhưng bằng cách nào? Liệu chúng ta có biết tình trạng thân thể của chúng ta hay không? Thì Chúa chỉ cho chúng ta một bí quyết, đó là hãy nhìn vào đôi mắt của chúng ta. Chúng ta sẽ biết được là thân thể của chúng ta có ánh sáng hay không, hay là bóng tối. Mắt của chúng ta đang tập trung vào điều gì? Chúng ta biết là khi Chúa Giêsu đi ở trên đất và Ngài dạy dỗ, Ngài làm nhiều phép lạ, Ngài khiến cho người ta được chấp nhận, được yêu thương, được nhìn thấy quyền năng vĩ đại của Ngài. Nhưng trong con mắt của những người Pharisee và Sadducee, ô đây là một người thật là đáng ghét. Đây là một người khiến cho mình tức giận, ghen tị. Và khi họ nhìn Chúa Giêsu bằng đôi mắt đó, thì cả thân thể của họ không còn ánh sáng nữa. Mặc dù họ là những người giữ luật pháp vì yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời, khi họ nhìn với đôi mắt ghen tị, ghét bỏ, giận dữ, thì lập tức thân thể của họ đầy dẫy những bóng tối. Và khi bóng tối đã chiếm hết thân thể của họ, thì họ chỉ còn nghĩ đến việc dùng sức lực của mình, hết sức của mình để chống đối con người này, để tìm mọi cách để giết con người này. Như vậy, đôi mắt của họ đã khiến cho thân thể của họ đầy dẫy bóng tối. Và ở trong Cựu Ước chúng ta cũng biết một con người, đó là Lot. Người này đã chạy theo điều mà mắt mình nhìn thấy, đó là vùng đất của Sodom và Gomorrah. Tại nơi đó ông nhìn thấy giống như là vườn của Đức Giê-hô-va.
Ồ, tại nơi đó giống như là Ai Cập, tất cả mọi điều tốt đẹp ở tại nơi đó. Nhưng không ngờ khi ông đến ở tại nơi đó, ông đi theo điều mà mắt mình cảm thấy tốt đẹp, thì khi ông đến đó ngày và đêm, ông bị dằn vặt bởi tội lỗi tại nơi đó. Phi-e-rơ đã cho chúng ta biết rằng Lót dù là một người công chính, hằng ngày sống đau khổ, dằn vặt bởi vì những người xung quanh làm những điều gian dâm và ô uế, khiến cho ông không thể sống hạnh phúc ở tại vùng đất ông tưởng rằng tốt đẹp đó. Và thậm chí chúng ta đọc, chúng ta còn thấy rằng hai con gái của ông đã làm những điều loạn luân. Bởi vì sao? Hằng ngày mắt họ nhìn thấy những điều gian dâm ô uế, và những gì họ có thể làm đó là làm theo những gì họ nhìn thấy. Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta thấy thế giới đang làm ô nhiễm đôi mắt của chúng ta và khiến cho chúng ta phân tâm, không còn tập chú vào Chúa nữa, nhưng mà tập chú vào những cái nhu cầu ở trước mắt của chúng ta và những nhu cầu thuộc thể, những cái nhu cầu để thỏa mãn cái dục vọng ở trong con người của chúng ta. Ngay cả như là cái điện thoại này đi, nó có thể là cái điện thoại thánh, nó giúp cho tôi có thể đọc kinh thánh ngay lập tức, có thể nghe bài giảng, lúc nào cũng có Chúa ở bên mình. Tuy nhiên, trong một tích tắc nó có thể trở thành là cái dụng cụ, là cái công cụ khiến cho bóng tối có thể xâm nhập vào trong thân thể của tôi qua đôi mắt của tôi. Bởi vì sao? Ở trên cái điện thoại này, khi mà chúng ta kết nối Internet, đó là một thế giới có bóng tối và ánh sáng xen lẫn. Và nếu như chúng ta không có cái khả năng phân biệt, thì ngay lúc này ánh sáng đang chiếu vào chúng ta, ngay lập tức bóng tối lại đến với trên cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cũng đã nhìn thấy nhiều người bởi vì không có ý thức được điều đó đã khiến cho họ rơi vào nghiện shopping, nghiện mua bán online tới nỗi phải nợ nần, chồng chất, không thể kiểm soát được tài chính của chính mình. Thậm chí những cái người trẻ ngày hôm nay thì có thể nghiện sex, nghiện những cái sách báo khiêu dâm, những cái bài báo, những cái video không có lành mạnh ở trên Internet. Chúng ta là công dân của Vương quốc Chúa, nhìn chúng ta đó rằng những con người là muối và ánh sáng sẽ đem đến tầm ảnh hưởng sâu và rộng ở trên thế giới này. Nhưng ánh sáng của chúng ta hiện đang tỏa sáng hay đã bị dập tắt rồi? Ánh sáng của chúng ta còn chiếu sáng nữa hay không? Chúng ta phải xem xét đôi mắt của chúng ta. Chúng ta không thể nào để cho đôi mắt của mình bị bóng tối xâm nhập vào. Bởi vì sao? Khi nó xâm nhập vào, nó sẽ khiến cho ánh sáng ở trong chúng ta không còn mạnh mẽ, không còn chiếu sáng nào nữa. Đó là cách ma quỷ chiếm lấy ánh sáng của chúng ta và đem bóng tối đến, đem sự nô lệ đến ở trên cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta là nô lệ thì chúng ta không còn yêu mến Chúa hết sức của mình nữa, hết thân thể của mình nữa. Tất cả ngày và đêm, giờ giấc của chúng ta chỉ để theo đuổi bóng tối, theo đuổi những điều mà xác thịt này đang còn khiến chúng ta làm. Và quý vị, đây là cơ hội quý vị xem xét lại những cái thói quen của chúng ta. Những gì chúng ta đang nhìn, đôi mắt của chúng ta đang tập chú vào, nó đang tạo ra thói quen nào ở trên đời sống của quý vị? Nó đem đến ánh sáng, khiến cho ánh sáng trong chúng ta chiếu sáng mạnh mẽ ra cho Chúa, hay nó đang đem bóng tối đến ở trên cuộc đời của chúng ta, khiến cho chúng ta sống đầy dẫy sự tối tăm, đầy dẫy những cái sự áp chế của ma quỷ trong cuộc đời của chúng ta? Chúng ta hãy cẩn thận với những gì mắt mình nhìn thấy, bảo vệ đôi mắt của chúng ta để ánh sáng ở trong chúng ta sẽ được chiếu rọi cho nhiều người. Lĩnh vực thứ ba mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta chú ý đó là tâm trí của chúng ta. Chúa ở đây, ở trong câu 24 thì Ngài nói rằng không ai có thể làm tôi hai chủ. Như vậy làm sao biết được tình trạng của tâm trí của mình? Đó là xem ông chủ của chúng ta là ai. Chúng ta đang còn phục vụ cha của chúng ta ở trên trời hay chúng ta đang phục vụ tiền, của cải, là ma môn? Ở đây chúng ta nhìn thấy được một cái sự quan tâm đặc biệt của Chúa Giê-xu đối với lĩnh vực tâm trí của chúng ta. Mình có thể thấy được điều đó là thông qua, chúng ta thấy nè, đọc từ câu 24 mãi cho đến câu 34, chúng ta thấy Chúa nói về tâm trí của chúng ta. Như vậy, trong ba lĩnh vực, tấm lòng, thân thể và tâm trí, thì Ngài đặc biệt quan tâm đến tâm trí của chúng ta. Và điều này cũng trùng với lại quan điểm của Phaolô. Chúng ta biết ở trong Roma đoạn 12 câu 2 phải không ạ? Ông khuyên chúng ta rằng đừng rập khuôn theo đời này. Tại sao ông lại nói như vậy? Bởi vì ông biết rằng tâm trí của chúng ta có xu hướng làm theo những người xung quanh của chúng ta. Những cái văn hóa đang nổi lên xung quanh chúng ta thì chúng ta có xu hướng cứ rập khuôn theo, cứ làm theo mà không cần phải suy nghĩ. Đó là lý do mà Phaolô nói rằng phải biến đổi tâm trí của chúng ta, phải làm mới nó để không rập khuôn theo những điều mà thế gian đang làm, theo những điều mà văn hóa phổ biến xung quanh của chúng ta đang làm. Nếu chúng ta quan sát, chúng ta thấy ở Việt Nam bây giờ có một cái văn hóa về thực dụng, đó là người ta yêu thích vật chất hơn
là những cái vấn đề về thuộc linh hơn là phẩm hạnh và đạo đức. Và chúng ta nhìn thấy được một cái cuộc sống đầy dậy sự lo lắng và căng thẳng. Nội tôi đi trên đường mỗi ngày về thôi, tôi thấy tất cả mọi người đều rất là hối hả. Ai cũng giành đi xe lên phía trước, dường như họ rất là bận rộn ở trong cuộc sống của mình. Mọi người ở nơi làm cũng vậy, tranh đua rồi tham lam, và không, dường như họ không còn đối xử thật với nhau nữa. Chúng ta sống trong một văn hóa như vậy thì cơ đốc nhân của chúng ta đang sống như thế nào? Công dân của vương quốc Đức Chúa Trời đang sống như thế nào? Liệu chúng ta có bị rập khuôn theo những điều đó hay không? Hay tâm trí của chúng ta đã được biến hóa để không còn theo điều đó nữa, để sống cho Chúa của chúng ta? Thì chúng ta cần phải hỏi, ai đang làm chủ tâm trí của tôi? Làm sao biết được điều đó? Tôi cho quý vị biết được hai cái sự lựa chọn ở đây. Đầu tiên, đó là tôi sống lúc nào cũng lo sợ, rất là bất an. Lúc nào tôi cũng bị phân tâm hết. Mỗi lần tôi đọc Kinh Thánh, tôi mới đọc được có mấy câu, cái có chuyện này chuyện kia, và tôi không có đọc được nữa. Hay là tôi đang ngồi nhóm mà có người này nói về tiền, hay về những học phí của con cái, hay là những cái khoản nợ, hay là những cái khoản đầu tư thế này thế kia, là tôi sẽ cầm điện thoại lên tôi bấm. Tôi thậm chí còn không biết là mục sư đang giảng điều gì nữa. Chúng ta có sống như vậy hay không ạ? Hoặc là khi mà có những cái khoản phải trả hàng tháng, và cuối cùng tôi cầm tiền lên và tôi thấy ôi mình không còn nhiều tiền nữa, và trong tâm lòng của tôi cảm thấy bất an tuyệt vọng, mà tôi phải nghĩ ngày đêm làm sao có tiền, mượn ai bây giờ, ai có thể giúp mình được. Đó là cách sống mà chúng ta sẽ biết rằng hiện tại Chúa không phải là chủ của mình, mà đó là ma môn, là tiền của cải vật chất đang làm chủ cuộc đời của mình. Còn nếu Cha trên trời đang làm chủ của mình thì mình sẽ có lối sống như thế nào? Đó là mình biết Cha mình là ai, là đứng như thế nào, và mình có đức tin ở nơi đứng đó, và mình có ưu tiên đúng. Tôi sẽ phân tích cho quý vị biết được ba điều này như thế nào. Đầu tiên, đó là mình có hiểu biết về Cha của mình là đứng như thế nào. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mạng sống thì quan trọng hơn là đồ ăn, và thân thể thì quan trọng hơn quần áo. Ở trong mắt của Đức Chúa Trời, rằng cái quan trọng nhất là mạng sống và thân thể của chúng ta, chứ không phải là quần áo, không phải là đồ ăn. Chẳng phải Đức Chúa Trời đang bảo vệ thân thể của chúng ta sao? Chẳng phải Ngài đang ban sức khỏe tốt cho chúng ta sao? Điều đó chẳng lẽ không quan trọng hơn là ăn ngon mặc đẹp hay là sao? Và điều tiếp theo nữa là Ngài nói rằng chúng ta quan trọng hơn chim trời và hoa cỏ ở ngoài kia. Ở trong cái thứ tự của tạo vật, chúng ta nhìn thấy được cái sự quan tâm đặc biệt của Đức Chúa Trời đối với loài người của chúng ta. Chúng ta gọi Ngài là Cha ở trên trời. Chúng ta biết rằng, ở đây lời Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa thậm chí chăm sóc những cái con chim ở trên trời. Đó là những cái loài mà không gieo, không gặt, không tích trữ, thậm chí không phải làm lụng mệt mỏi. Loài hoa có những cái bộ áo mặc rất là đẹp, màu sắc mà không ai có thể pha màu bằng những loài hoa đó. Nhưng mà không cần phải kéo chỉ, không cần phải dệt, nhưng mà họ có được những cái bộ cánh tuyệt vời nhất mà thậm chí Solomon cũng phải ghen tị. Chúng ta thấy ngay cả trong tạo vật mà Đức Chúa Trời còn chăm sóc như vậy thì huống chi chúng ta. Trong mắt của Ngài, chúng ta còn quý trọng hơn tất cả những điều đó. Chẳng lẽ Ngài không chăm sóc chúng ta hay sao? Liệu chúng ta có hiểu điều đó về Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta là công dân của vương quốc, chúng ta có biết được tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta hay không? Ngài quan tâm chúng ta, Ngài yêu chúng ta, và Ngài chính là đứng chăm sóc. Trong khi ở đây, trong đoạn này thì chúng ta thấy ma môn, tiền thì như thế nào? Đây là một ông chủ như thế nào? Thường người ta hay nói sao ạ? Tiền là một nô lệ tốt nhưng lại là một ông chủ tồi. Tiền khiến cho chúng ta cảm thấy rất là tưởng là nó có thể mua được tất cả, nhưng mà thật ra khi chúng ta có tiền cũng chưa chắc chúng ta có tất cả. Những câu chuyện đó tôi nghĩ rằng quý vị sẽ biết rõ hơn tôi khi mà chúng ta đọc báo hàng ngày, phải không ạ? Có tiền không hẳn là người ta hạnh phúc. Có tiền không có nghĩa là có thể mua được tất cả mọi thứ. Có tiền không thể nào mua được sức khỏe của chúng ta, mua được mạng sống của chúng ta, như trong mùa Covid chúng ta đã nhìn thấy một cách rõ ràng. Và tiền khiến cho chúng ta suốt ngày phải lo lắng là ăn gì, uống gì và mặc gì. Như vậy ở đây tôi phân tích cho quý vị thấy được cái sự khác biệt giữa hai ông chủ ở tại nơi đây. Khi chúng ta đã hiểu biết Đức Chúa Trời là đứng chăm sóc mỗi đời sống của chúng ta, Ngài yêu chúng ta, và chúng ta đặt đức tin ở nơi đứng đó. Ở đây Chúa nói rằng, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn lo
cho chúng mặt đẹp như thế, huống chi là các con. Nghĩa rằng nếu như mà mình nghĩ rằng ôi mình sẽ chết, không có tiền mình sẽ chết, làm sao mà mình sống được, mình lo lắng này kia, thì đó là lúc mình yếu đức tin đó quý vị. Đó là lúc mình cần phải nói Chúa ơi, xin hãy thêm đức tin cho con, xin hãy thêm đức tin cho gia đình của con, để chúng con tin rằng Ngài chính là đấng chăm sóc, Ngài sẽ giúp đỡ cho hoàn cảnh của chúng con. Và với niềm tin ở nơi Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc như vậy, thì chúng ta phải chọn ưu tiên đúng. Ở trong câu 33, nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy nữa là điều gì ạ? Là điều mà dân ngoại đang tìm kiếm. Ăn gì, uống gì và mặc gì. Những điều mà tâm trí của chúng ta lo lắng mỗi ngày. Con của con đi học ra sao? Tiền để cho con của con học đại học ở chỗ nào ra? Làm sao để có thể có những điều tốt đẹp cho gia đình của con? Làm sao con là người nam cần phải chu cấp cho gia đình của mình? Tiền ở đâu ra Chúa ơi? Nếu chúng ta có thứ tự ưu tiên đúng, khi chúng ta đã biết Đức Chúa Trời là đứng chăm sóc, đặt đức tin ở nơi Ngài, thì Ngài sẽ ban thưởng cho cuộc đời của chúng ta. Trước hết chúng ta tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời, là những điều mà tôi đang chia sẻ với quý vị. Đó là bài giảng trên núi từ đoạn 5, đoạn 6 và đoạn 7, cũng như những bài giảng khác ở trong Phúc âm Matthew. Khi chúng ta biết về vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài mà Phúc âm Matthew đã dạy chúng ta, và chúng ta cứ tìm kiếm vương quốc đó, thì chắc chắn sự ban thưởng sẽ đến với cuộc đời của chúng ta vượt quá những gì mà dân ngoại tìm kiếm. Bởi vì tôi tin rằng sự ban thưởng của Đức Chúa Trời vĩ đại hơn những điều mà chúng ta có thể tự tay tìm kiếm. Tôi muốn làm chứng một chút để chúng ta có thể thấy rõ được hai ông chủ ở tại nơi đây trên chính cuộc đời của tôi. Ngày xưa tôi tin Chúa vào năm 2003 và sau đó thì tôi đi làm. Khi mà đi làm á, thì tôi rất là tin Chúa là đấng mà cứu rỗi linh hồn của mình. Chúa là đấng có tình yêu và đảm bảo cho cuộc sống của tôi về mặt cảm xúc. Nhưng mà riêng về tiền á, thì tôi hơi bị thiếu đức tin. Có nghĩa là cuối tháng á, mà hết tiền lương, tại vì mới ra trường mà đi làm thì tiền lương khá là ít. Và tôi xoay sở không nổi khi mà phải thuê nhà ở tại Sài Gòn này rồi đủ chi phí hết. Và cố gắng dâng hiến trung tín nữa. Tôi cảm thấy Chúa ơi sao nó khó quá. Tháng nào con cũng thiếu tiền. Tháng nào tôi cũng phải mượn bạn. Và có một cái điều lo sợ trong tâm trí của tôi đó là thể mà trong túi của tôi còn có 500 ngàn là tôi bắt đầu cảm thấy là bất an rồi. Tôi khó ra đường lắm. Tại vì tôi tưởng tượng đủ thứ hết. Ví dụ như xe của mình bị hư, rồi mình gặp những cái người này người kia mà mình muốn giúp đỡ trong khi mình có 500 ngàn trong túi. Làm sao mình làm được những điều đó? Mình muốn tiền trong túi của mình lúc nào cũng đầy đủ cơ. Và khiến cho tôi lúc nào cũng lo sợ thiếu tiền. Nên trước khi mà tôi hết tiền, tôi luôn đi mượn trước. Và tôi sống như vậy rất là nhiều năm. Và nhiều khi tôi cũng tự hỏi Chúa ơi, tại sao con không tin nổi rằng Ngài có thể quăng một cục tiền từ trên trời trên cuộc đời của con chứ? Tại sao con ít đức tin về tài chính như vậy? Và quý vị cũng biết là tôi rất là coi trọng cái vấn đề giáo dục, nên dù đi làm á, tôi tích trữ được tiền á, tôi sẽ đầu tư vào giáo dục, nghĩa là tôi đi học hết cái này tới cái kia. Và tôi học một cái bằng của nước ngoài thì tốn khá là nhiều tiền, nên tiền lương của tôi không đủ và tôi vay ngân hàng. Và vào thời điểm đó gia đình của tôi cũng gặp khó khăn nữa và tôi vay cho mẹ tôi. Thế là cả tiền của tôi và tiền của mẹ tôi vay với ngân hàng nên nó khá là lớn. Tới một lúc nó lên đến 180 triệu. Vào thời điểm đó thì tôi lại cảm nhận dường như mùa mới nó đã tới rồi. Và tôi có cảm giác như hình như mình không nên đi làm, mình cần phải dừng 10 ngày để mình kiêng ăn cầu nguyện để biết được bước kế tiếp trong cuộc đời của mình là gì. Thế là tôi nghĩ làm. Và tôi dành 10 ngày để kiêng ăn cầu nguyện. Ngay tại thời điểm đó tôi nợ 180 triệu. Và vì không đi làm, không có thu nhập. Bình thường mỗi tháng tôi trả 6 triệu. Và vì không có thu nhập nên tôi không có đủ tiền để trả cho ngân hàng. Nên ngày nào ngân hàng cũng gọi cho tôi 2 cuộc buổi sáng và 2 cuộc buổi chiều. Mỗi lần mà tôi cầm cái điện thoại từ ngân hàng, tôi cảm thấy trong lòng của tôi tim nó rớt. Giống như là mình cảm thấy, ôi sao mình sống vô trách nhiệm thế này, tại sao mình không có đủ tiền để trả nợ. Mình là một người không có trả nợ đúng hạn. Tôi cảm thấy rằng mình rất là nhục nhã. Nhưng mà tôi vẫn kiên trì. Lúc đó tôi lại vào trường Kinh Thánh để dịch. Giống như là thầy Lâm đã yêu cầu tôi vào đó. Để dịch khoảng 6 tháng tới 1 năm thì thầy sẽ gửi tôi đi học. Và vào đó thì dịch thì 1 tháng dịch có 1 lần, có khi 2 lần. Nhưng mà có khi lại không có lớp nào. Và thu nhập của tôi rất là thấp. Thậm chí tôi đem chiếc xe máy của tôi về quê và tôi mượn một chiếc xe rim để đi cho đỡ tốn xăng. Nhiều khi đi trên đường không có 2.000 ở trong túi nữa. Và rất là lo lắng, nhiều khi cảm giác rằng Chúa ơi chắc con chết, chắc con chết còn hơn nhục quá. Và cảm thấy bế tắc tuyệt vọng lắm. Nhưng mà tự nhiên Thánh Linh của Chúa đến an ủi tôi, không sao, rồi sẽ qua. Và
Tự nhiên cái điều đó có một cái sự bình an đến ở trên tâm trí của tôi, và tôi sống mỗi ngày ở trong sự bình an của Chúa. Và thật là kỳ diệu, tại sao tôi không có tiền mà sao tôi lại bình an? Và cảm ơn Chúa là sau một năm thì quả thật Chúa đã thành tín cho đời sống của tôi. Tôi đã có đủ số tiền để có thể trả dứt nợ và tôi đi học trường Kinh Thánh ở nước ngoài. Và kể từ đó trở đi, tôi thấy rằng quá, Chúa thật là giàu có, Chúa có cách. Và khi tôi học ở bên Philippines, suốt 3 năm ở bên đó, có những lúc mà tôi cảm thấy rằng Chúa ơi, tiền ở đâu ra? Nhưng khi tôi nhớ lại kinh nghiệm ở Việt Nam, tôi biết Chúa giàu có, Chúa sẽ chu cấp. Cảm ơn Chúa, Ngài đã thành tín vượt quá mức mong đợi của tôi. Nên cho đến ngày hôm nay, có thể nhiều điều tôi không biết, nhưng một điều tôi biết là Chúa cực kỳ giàu có, Ngài rất rộng rãi và Ngài quá quyền năng. Ngài có thể chu cấp cho chúng ta theo nhiều cách vĩ đại khác nhau, vượt quá mọi sự suy nghĩ của chúng ta. Nên tôi khích lệ quý vị, những ai chưa kinh nghiệm Chúa ở trong cái lĩnh vực tài chính, hãy tin cậy Chúa, hãy xin Chúa ơi, hãy cho con kinh nghiệm được. Chính Ngài là đấng giàu có và rộng rãi, chính Ngài là đấng chăm sóc. Rằng nếu con sống đúng, đó là hiểu Chúa là ai, đặt đức tin ở nơi Ngài và có ưu tiên đúng, tìm kiếm vương quốc của Ngài và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thưởng một cách dư dật trên đời sống của con. Khi tôi đi học về và tới bây giờ tôi hầu việc Chúa, thì tôi cảm thấy rằng wow, tôi thật là hạnh phúc. Trước đây tôi chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ. Cảm ơn Chúa vì Ngài không chỉ chu cấp tiền bạc cho chúng ta, Ngài khiến cho cuộc đời của chúng ta bình an và hạnh phúc hơn nữa. Như vậy tôi đã cùng học với lại quý vị ở trong Matthew chương 6, từ câu 1 cho đến câu 18, đó là về ba kỷ luật thuộc linh của công dân vương quốc: từ thiện, cầu nguyện và kiêng ăn. Chúng ta làm như thế nào để được đẹp lòng Chúa, để tạo được độ sâu thuộc linh của chúng ta và để được Đức Chúa Trời ban thưởng. Và từ câu 19 đến 34 thì chúng ta kiểm tra, xem xét được ba lĩnh vực quan trọng ở trên đời sống của công dân vương quốc, đó là tấm lòng, thân thể và tâm trí, để rồi chúng ta biết được tình trạng của mình như thế nào, mà qua đó xin Chúa thêm sức giúp đỡ ban ơn để chúng ta có thể yêu mến Chúa hết tấm lòng, hết thân thể và hết tâm trí của chúng ta. Giờ đây tôi sẽ có một số câu hỏi để quý vị có thể ôm lại hoặc là nghiên cứu sâu hơn về trong Matthew đoạn 6. Câu hỏi thứ nhất, đó là trong Matthew đoạn 6, chữ cha và chữ đứng thấy trong nơi kín đáo và chữ ban thưởng xuất hiện lần lượt một lần, đúng hay là sai? Câu thứ hai, làm từ thiện, cầu nguyện và kiêng ăn theo đạo đức giả là như thế nào? Ở trong Matthew đoạn 6, câu 2, câu 5 và câu 12. Chúng ta cần phải biết được như thế nào là đạo đức giả để chúng ta tránh không làm theo như vậy. Câu thứ ba, dựa vào đâu để chúng ta có thể biết được tình trạng của tâm trí, của tấm lòng và của thân thể của chúng ta? Điều thứ tư, cơ đốc nhân cần phải làm gì để yêu Chúa hết lòng, hết sức và hết tâm trí của chúng ta? Xin cảm ơn quý vị. Xin Chúa ban phước cho quý vị.